Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại đến nhanh với thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay ngày 11 tháng 8. Thì hôm nay ông Trần Khởi Nghĩa bị xử lý cảnh cáo về mặt đảng và cách chức đội trưởng đội thuế liên xã số 5. Thì ngày 4 tháng 8, Cục Thuế tỉnh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổng Cục Thuế, là đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về kết quả xử lý công chức vi phạm liên quan đến trường hợp ông Trần Khởi Nghĩa, đội trưởng đội thuế liên xã số 5 thì thuộc chi cục thuế khu vực Châu Thành, thành phố Bến Tre, có những hành vi là không chấp hành biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi có những hành vi chống đối lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn cầu Thành Triệu thuộc xã Thành Triệu, huyện Châu Thành ngày 21 tháng 7 năm 2021. Thì hình thức kỷ luật đảng đối với ông Trần Khởi Nghĩa là cảnh cáo. Cục Thuế tỉnh cũng tiến hành các trình tự thủ tục xem xét xử lý kỷ luật hành chính theo quyết định số 112 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý. Hình thức kỷ luật đối với ông Nghĩa là cách chức đội trưởng đội thuế liên xã số 5. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay, ngày 11 tháng 8 chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre, thì tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 11 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới. Thì 5 trong đó là 5 ca liên quan đến ổ dịch bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, là Dòng Trôm là 3 ca, Mỏ Cày Bắc là 1 ca và Ba Tri là 1 ca. Thì Châu Thành là 1 ca ở Trung Hòa, Sơn Hòa, Chợ Lách là 2 ca ở Tân Thiền và An Quy, Long Thới, Thành Phú là 1 ca là ở Đại Điền. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 9 ca. Tức là tất cả các số ca ghi nhận chiều nay đều trong khu cách ly và phong tỏa. Thì số ca tử vong ghi nhận trong ngày là thêm 2 ca, tất cả 2 ca đều ở Chợ Lách. Thì tính đến ngày hôm nay Bến Tre có 22 ca tử vong. Thì tính đến ngày hôm nay ngày 11 tháng 8, Bến Tre có tổng cộng 1.224 ca mắc Covid-19. Số ca ra viện ghi nhận trong ngày hôm nay là 63 ca, cộng dồn ra viện là 475 ca. Thì trong vòng 24 giờ qua, từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 12 ca mắc Covid-19 mới. Thì thông tin về 2 ca tử vong là ca số 21 là nam, sinh năm 1958, địa chỉ ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tử vong ngày 8 tháng 8, nhập viện vào ngày 26 tháng 7. Chẩn đoán tử vong sau cùng là suy hô hấp, viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi hai bên, đợt cấp COPD, suy tim độ 3, suy thận mạn giai đoạn 4, tiểu đường tiếp 2 và nhiễm SARS-CoV-2. Thì ca 22 là tử vong là nữ, sinh năm 1953, địa chỉ ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tử vong ngày 10 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, xẹp phổi, tăng HA, đái tháo đường tiếp 2 và rối loạn lipid máu. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.